Hello, buổi sáng tốt lành nha mọi người ơi. Ok thì hôm nay mình lại tiếp tục quay lại với cái chương mục đó là review sau AC Game 32 làm review toàn fan nha mọi người. Và cái AC ngày hôm nay lên sóng đó là của một bạn có tên trong biểu mẫu là Nguyễn Phan Minh Khang. Đó. À, về cái lý do làm clip thì khá là dài dòng luôn. Cụ thể là bạn này sắp tới là lại lục chiến lên CX On Game lại mọi người. Hay là muốn kỷ niệm con AC của mình. Đó, thì anh thấy chứng minh thì mình thấy là tình yêu game của bạn này là si dễ thương nhá. Đây là 47 và lịch chiến hiện tại là 724k VIP 8 này. Cái này là mình chưa có book được chiến công như là công hội vừa. Thế nên mình sẽ book xem ra được bao nhiêu nha. Còn giờ thì mình sẽ đi review full chi tiết về con AC của bạn Khang này nha mọi người. Thì đầu tiên là mình sẽ sao sao qua cái thức tỉnh này. Thức tỉnh thì bậc 5, bậc thức tỉnh sau bậc 4 rồi này. Và hồn thức tỉnh thì level 118. Và cái này thức tỉnh thì má level 15. Ok, còn nhiều điểm thì cứ dồn qua đây thôi. Tiếp theo là đồng hành nha. Đồng hành thì bạn này đang chơi cái con best chính là con vua sói hoa nguyên. Và biến hình thành cái con cá rồng này nha mọi người. Nó khá là to luôn. Lực chiến của con best bạn này hiện tại là 28k. Và cái con này thì tiến hóa lên full cam cộng 7 nha mọi người. Ok. Duyên nợ thì kích hoạt được 3 bậc và tính chất hiện tại 43 này. Con này là thuộc dạng con quét công nha mọi người. Sát thương của nó gần 12k đam này, 1966 đam. Và lĩnh ngộ nha, lĩnh ngộ thì full level 4 năm. Hai skill level 4 là tấn công xanh nát cũng như cầm lặng. Còn lại 3 skill cầm lặng level 4 nha mọi người. Còn hai skill level 5 đó là mỹ dịch chống độc, mỹ dịch xung kích. Và tiếp theo thì ngoài ra còn có con mét phụ là con hứa kỳ thần nha. Ok này con này hứa kỳ thần biến hình con này nha. Và duyên nợ con này nó có con đó mà ở đâu có đâu luôn. Ok và tiếp theo là thuốc cưỡi nha. Thuốc cưỡi thì bạn này thuốc cam. Đây lấy cho anh em xem khóa trời thuốc cam. Thằng điêu cái vàng đá quý này. Thảm bay xa mạc cả lửa hộ chú kiên gấu trúc này đó. Lấy xuống cho anh em xem khóa trời. Và bên dưới đây là thuốc tím nè mọi người. Tiếm con xe máy Vespa này, rồi cái bia này. Và lục thì có một lam có một con và lục thì có hai con. Tiếp theo là giáp trăng nha. Giáp trăng thì giáp trăng cam sẽ được mấy cái ta? Nó được không gian, chocolate lớp bánh đang rực lửa này, bao bọc sáng người cá. Chuối bồ câu trắng hình tây lang thang. 2, 4, 6, 8, 9 cái, 9 cái giáp trăng cam. Một cái giáp trăng đa quân đạo tím này và một cái giáp trăng thể nhiên tím luôn. Kim ngư mọi người. Tiếp theo là ảo hóa nha. Ảo hóa thì có bốn skin cam là thương không chi quang là ở trong đào này mọi người. Heo bằng tiếng lên cái này tăng đam được này. Ra khuấy cà rốt với lại skin cũng thức tỉnh. Còn một cái skin tím là trong siêu thi nha, siêu thi trong thức tỉnh mọi người. Ok và tiếp theo mình xem kỹ năng luôn. Kỹ năng thì hiện tại đây tiếp tục level 7 rồi này. Chơi độc hả? Chơi độc. Ok và băng level 7 luôn. Hóa với lại xung kích thì level 6. Đạo cụ thì level 5. Đồ hóa level 5 mọi người. Level 5 là cần 30% là đủ 3 mà. Và tiếp theo là mình sẽ xem cái công hội của con này nha. Sẽ 3 tuổi luôn này. Ok thì ID công hội của bạn này là 859 và tên công hội là Novia. Level 11 và xếp hạng công hội hiện tại đã đứng top 4 server. Tiếp theo thì mình xem cái chung cư của bạn này. Ủa chung cư kiểu mới xây thôi hả ta? Cái gì trời? Sao mà nó cái thự nguyên thủy luôn á, có vài cái rồi. Đây có kho, hai cái kho, một cái phòng giúp việc với lại hai cái miếng thám luôn. Cái phòng chủ nhà người là hết rồi, còn lại rác không à. Cái phòng giúp việc bên này nữa nè. Rồi là trời ra là 7 mọi người, một cái chén sao kinh nghiệm nha. Ok em xin ra mày. Và tiếp theo thì mình sẽ xem cái sản cái kho của bọn này. Đây thì bạn này có hai đứa con nhau, một đứa con trai và một đứa con gái. Con gái là Su 10.8 tuổi và con trai là Cáo Non 6.3 tuổi. Cái chung cư này thì cũng khá là đầy đủ luôn, có giường đôi, thảm đôi, rồi thú nhún cũng đôi. Có cái sofa là chiếc này. Có đàn guitar nôi rồi các kiểu là cũng đầy đủ rồi mọi người. TV cầu tụ ok. Và mình sẽ book được chiến kho 10.8 là được 60k lượt chiến. Còn Cáo Non này á là 51k mọi người. Xô này cộng 60k lượt chiến nha. Nhưng vẫn chưa reset. Vẫn chưa reset mọi người. Này bút hôm qua nó vẫn còn cộng giờ. Ok và tiếp theo là sao nhân vật nha. Thì bọn này tại chơi set trong vệ chính đó là set skin 33 tuổi là có full set luôn rồi này. Ảo diệu đó mọi người. Và có luôn cái rương nổ cực này.
Và sẽ trang bị thì cũng đã lên cam hết rồi này. Và cái vũ khí chết mà này tại bên chơi đó là vũ khí phó thần tài nha mọi người, 17 sao đỏ. Còn mấy cái kia là cũng tầm 11 sao cam đã lên hết rồi. Ngoài ra thì còn có gà cao su, điều khiển cơ này, không biết vũ khí hàng hiếm mà. Đây là nghĩ mình bản chính của chúng ta là một cái chân ngoài đây. Này thì điểm đúng khá là dễ rồi. Ok, và dưới đây thì có trứng hồi sinh, hộp cơm, sách giáo khoa nè mọi người, rồi bóp bếp mèo, này dưới mình có sao cũng có mọi người. Hóng thanh linh, cái phố của Chubby, rồi liệt quyệt tìm thiết kiếm này, vũ khí này chính tiền này. Ok, và tiếp theo mình xem với tủ đồ nha. Tủ đồ đầu thì có 34, nhưng vì bạn này cũng không có chú tâm lấy thời gian nhiều. Đây thì số lượng tốt cả mình sẽ lướt xuống như thêm xem nha. Trên đây là tím này, và dưới đây có vài cái lam, và trong số thì còn khá là nhiều cái bằng chua và biểu cảm nha. Cảm này cũng cam trên đây. Hay. Biểu cảm này có 22 một cái, có thử một hai món nữa. Đó, trang phục này, trang phục đây sẽ lướt xuống luôn này. Dưới đây là tím này, rồi lam các kiểu, và cuối cùng là cánh nha. Cánh này bạn này có 17 cái, và cụ thể là thử có tới 4 cái luôn hả? Cánh cao là có 2 cái một. Cánh hoa thất tịch với lại cánh hỏa lực tuyệt đối. Còn cánh tím này, bộ này có 2, 4, 6, 7, 8 cái. Và 2 cái cánh lam. Và 3 cái cánh lam mua trong số thôi, trong phó bản. Ok, và tiếp theo nha, tiếp theo danh hiệu. Danh hiệu thì bạn này có kỹ sư linh hồn là 1 này, thì bất ngờ là 2 và người cho tâm thành là 3. Tiếp theo là tu luyện này, tu luyện thì vẫn chưa mà bạn sống tu. Và cầu phúc thì hiện tại full cam. Tốc độ là 405. Bùa thì level 180. Và tốc độ thì là bao nhiêu ta? Ủa? Không có tóc trong đây luôn hả trời? Lực chiến bùa của bạn này là 58k nha mọi người. Và ép là không có tóc luôn. Ép kiểu chắc full ra mà sao? Kiểu sinh lực, cộng sinh lực, các kiểu này trời. Thì có thể là bạn này ép kiểu lộn xộn lung tung với mọi người. Mình cũng chả hiểu nó theo cái công thức như nào. Ok, và cuối cùng thì mình sẽ giao ra cái nhân của bạn này nha. Đây có mẹ lên em đợi lâu nữa. Này có cái nền mới khá là đẹp này. Thế đây con này là 67939 và tên cầm hộ là Nofia. Bạn đời là bò dễ thương. Bò dễ thương. Mấy chỗ lên 2 bóp nha mọi người. Thì cái tên này mới 15. Hiện tại là ranh bạch kim 1. Còn bé chính là bộ số hoàng nguyên. Vũ khí chính là phá thần tài. Và cái set trang bị là game mau 3 tuổi full set. Có được tốc độ cực. Thì sau khi mình bút được chiến hình lên hết ra 10 thì ở đây là mình thấy 728k và tốc độ của bạn này là 6 kỹ năng. Tiếp 8 là 47 nha, xì dễ thương. Ok, mình sẽ lướt xuống. Đây, thuốc cử thì có 2 bón, full bón hàng lại 2 con. Như là có 6 bón, 24, có 26 còn thuốc cử mọi người. Giáo chân thì còn thiếu một cái này là full 2 hàng. Có 11 cái, một cái giáo chân mọi người. Bùa nha, bùa để biểu lộn sọ, ký tên. Bò dễ thương. Hai trái tim. Ok. Đó thì có lẽ clip mình đến đây thôi nha mọi người. Thì anh em là xem đến đây là một cái đây với là cái máy chủ của bạn này. Mình sẽ ghi mấy chiếc phần bình luận của clip này nha. Thì mọi người nhắc cái xuống mình giao lưu. Các bạn mới làm quen bọn này nè. Đó thì anh em là xem đến đây là được cái xuống cho mình xin một like. Và nếu có thấy máy hay có ý gì về con xe này thì để lại bình luận ở dưới nha. Đừng quên là đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lại một cái video nào mới nhất của mình. Ok, cảm ơn thì có lẽ là hẹn mọi người ở clip tiếp theo thôi nè.